Thảo Huy chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Quảng Trị tích cực hỗ trợ ngư dân sau sự cố môi trường biển. Lâm Đồng, người dân trồng đương quy thu tiền tỷ. Xe thô sơ, ba bánh vẫn hoạt động trên đường phố, trách nhiệm thuộc về ai? Thưa quý vị, vừa qua, Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường biển tại tỉnh Quảng Trị và các địa phương trong tỉnh đã có kế hoạch và thực hiện đền bù hỗ trợ hợp lý cho bà con ngư dân. Các chính sách hỗ trợ đã đến tay ngư dân bị ảnh hưởng và cả đối tượng được mở rộng bổ sung, qua đó góp thêm động lực giúp ngư dân bám biển, chuyển đổi mô hình sản xuất. Theo đó, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, với 2.250 hộ và 8.988 người bị ảnh hưởng, đến nay hơn 244 tấn gạo của chính phủ và hơn 1,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ ngư dân theo quyết định 722 trên QĐ TTG của chính phủ đã đến tận tay người dân. Ngoài ra, thông qua Ủy ban Mặt trận huyện, các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng, gồm quà và tiền mặt. Trước khi nhận cái nguồn tài trợ thì chúng tôi cũng đã tổ chức bình xét một cách công khai, minh bạch và đúng người và đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại. Trên cơ sở xác định đúng mức độ phạm vi đối tượng bị ảnh hưởng, các thành viên trong hội đồng đánh giá của huyện đã đề xuất thêm một số phương án bồi thường, hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Sau khi mà cái sự cố xảy ra thì biển là họ cũng không đi được, nếu có đi được thì bán cảng được, cho nên mọi cái thực phẩm lương thực về thực phẩm chủ yếu mà đem đi là coi như là ứ đọng lại, vì không đi được ứ đọng lại mà có thể đi ra được thì tất cả các hồ lô nó đều lỗ dầu, nhưng trong này vẫn lỗ bởi vì họ không có tiền để trả lại cho các cái hồ kinh doanh như thế này. Việc giải quyết kịp thời công tác đền bù thiệt hại cho cư dân và người bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường biển theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra không chỉ đáp ứng mong mỏi của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Nhiều hộ nông dân tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng có thu nhập từ 800 triệu đồng cho đến 1,2 tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng cây đương quy, một loại cây dược liệu. Với nhiều đặc điểm ưu việt, loài cây này đang cho thấy rõ lợi ích kinh tế, cũng như thể hiện khả năng tìm tòi, nắm bắt thị trường của người dân Lâm Đồng. Gia đình ông Lê Giang Biết và bà Nguyễn Thị Trọng, thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh là người đầu tiên trồng cây đương quy tại huyện Lâm Hà, vốn là người mua bán dược liệu. Ông Biết nhận thấy cây đương quy mang lại giá trị kinh tế lớn nên đã mua giống từ viện dược liệu về trồng thử. Đến năm 2014, gia đình trồng được 0,8 hectare. Sau một năm thu hoạch, thu về hơn 640 triệu đồng. Tính ra, mỗi hectare đất trồng đương quy với giá củ tươi là 70.000 đồng một ký, cho thu nhập 800 triệu đồng một năm. Còn nếu đem sấy khô củ thì giá trị lên đến 1,2 tỷ đồng mỗi hectare đất. Cái hiệu quả cây này là gia đình tôi cảm thấy là được, là trên mỗi một hectare là được vào 1 tỷ 2. Gia đình tôi đã trồng rồi. Năng suất nó như vậy. So với các cây khác như cây ví dụ như cây cà phê hoặc dâu tằm thì em cảm thấy hiệu quả cây này nó cao. Mô hình hiệu quả này đã nhanh chóng được nhân rộng. Đến nay, địa phương đã có 25 hộ trồng đương quy với diện tích 20 hectare. Các nông hộ cũng đã thành lập tổ hợp tác biết thành lập. Gia đình bà Trọng chịu trách nhiệm hết về mọi khoản, từ đầu vào đến đầu ra và hợp tác với các nông dân canh tác đương quy theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, thay vì bán củ tươi, hợp tác xã cũng đã có kế hoạch mua thiết bị sấy khô để tăng giá trị sản phẩm. Mình cũng hướng cho hội viên là nhân rộng cái mô hình này, nhân rộng cái mô hình cây đương quy. Để sắp tới chúng tôi tại cái chi hội của thôn Tầm Xá sẽ hướng dẫn cho hội viên để nhân rộng những hộ xung quanh nhà chị Trọng này đã. Thế xong là dần là đến toàn xã. Kỹ thuật trồng cây đương quy không khó, chi phí đầu tư thì thấp, khoảng 5 triệu đồng mỗi hecta. Cả chu kỳ sinh trưởng cây không hề có sâu bệnh gây hại. Quanh năm, người trồng chỉ nhổ cỏ và tưới nước. Sau đúng một năm thì thu hoạch. Đây là một trong những mô hình thể hiện khả năng tìm tòi, nắm bắt thị trường của người nông dân Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, với việc triển khai Wi-Fi miễn phí tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội và dự kiến tới đây sẽ có nhiều tuyến phố khác nữa, mọi người dân sẽ có cơ hội sử dụng Wi-Fi công cộng ở nhiều địa điểm hơn. Có thể nói, Wi-Fi là một dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia bảo mật, dịch vụ miễn phí này thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Giờ đây, khi đi tham quan, du lịch tại các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm, Hà Nội, mọi người đều được truy cập Wi-Fi miễn phí. Phần lớn người dân đều cảm thấy hài lòng khi đăng nhập dễ dàng và chất lượng Wi-Fi ổn định. Mình thấy chất lượng Wi-Fi rất là tốt ạ. Và mình thấy đây là một điều khá là đặc biệt. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia bảo mật thuộc tập đoàn PKAV, Wi-Fi miễn phí tại những nơi công cộng thường có lỗ hổng an ninh rất cao. Ngoài việc có thể bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, người dùng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều hình thức tấn công. Sẽ có một số hình thức tấn công chủ yếu qua Wi-Fi, đấy là những hình thức tấn công man in the middle, đấy là cái kiểu hình thức tấn công nghe lén. Thì ngoài ra thì còn một cái kiểu tấn công phổ biến nữa, đấy là tấn công giả mạo. Có quá nhiều các thiết bị khác của những người khác cùng kết nối vào, và khi chúng ta cùng kết nối trong một cái môi trường như thế thì cùng chung một cái mạng ngang hàng, và nó tạo điều kiện để cho những cái thiết bị có thể kết nối với nhau, cũng như là trong đó thì có những kẻ xấu sẽ tìm cách là xâm nhập hoặc là tìm cách lấy cắp thông tin mà chúng ta giao dịch. Các chuyên gia cho rằng nguy cơ xuất phát từ việc hệ thống Wi-Fi miễn phí bị hạn chế các biện pháp kiểm soát an ninh để đáp ứng tính tiện lợi, dễ sử dụng và đặc thù thay đổi người dùng thường xuyên. Do đó, để tránh bị đánh cắp thông tin, người dùng không nên sử dụng các dịch vụ cần nhập thông tin cá nhân quan trọng như đăng nhập email, mạng xã hội, thực hiện giao dịch trực tuyến khi đang kết nối vào mạng Wi-Fi miễn phí. Lễ hội Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm, đặc biệt là với cộng đồng người Chăm tại Ninh Thuận. Hệ thống tháp Chăm cùng lễ hội Katê tại đây đang từng bước được xác lập thủ tục, bình chọn để được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Lễ hội Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 Chăm lịch, tức khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch, và kéo dài trong 3 ngày, được xem như ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất, mang ý nghĩa như ngày Tết đoàn tụ, hướng về tổ tiên, nguồn cội, cộng đồng và gia đình. Các hoạt động chính của lễ hội đều diễn ra tại khu vực tháp Po Klong Garai cổ kính. Lễ hội được tổ chức hai phần, phần lễ và phần hội, với các nghi thức hành lễ như lễ đón rước y phục, lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y phục cho tượng thần và đại lễ. Lễ Katê này rất quan trọng, có ý nghĩa đối với đồng bào Chăm Ninh Thuận chúng tôi. Mong sao được cấp lãnh đạo trung ương, tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ được công nhận được bản sắc dân tộc của quý báu này để lưu truyền lại cho đời sau, để công nhận công nhận di sản thế giới. Những ngày này, con cháu trong gia đình người Chăm dù làm gì ở đâu cũng về đoàn tụ bên gia đình. Các gia đình chuẩn bị trang phục truyền thống cho từng thành viên, sửa soạn mâm cơm cúng gồm đôi gà, rượu thịt, hoa quả, các loại sản vật để dâng lễ tạ ơn trời đất và ông bà tổ tiên. Cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi và cuộc sống bình yên hạnh phúc. Từ một nét văn hóa của riêng đồng bào Chăm Ninh Thuận, hiện lễ hội Katê đã được gìn giữ và phát triển thành lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm trên cả nước, là một nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam. Nét đẹp này đã thu hút du khách khắp xa gần về dự. Mình người trong đất nước là mình thấy gì là mình còn phải đưa ra cho nước ngoài nó thấy vậy, chứ đâu phải một mình Việt Nam mình đâu. Lần đầu tiên đến tháp Po Klong Garai để tìm hiểu về văn hóa Champa thì mình nghĩ lễ hội này quá đẹp, rất đặc biệt. Hy vọng rằng trong tương lai, lễ hội Katê cùng với tháp Chăm Ninh Thuận sẽ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, để bạn bè quốc tế biết tới nhiều hơn vẻ đẹp đặc sắc của văn hóa Chăm và sự đa dạng phong phú của văn hóa Việt Nam. Còn bây giờ là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ một ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn. Đáng chú ý, cả 3 đối tượng trong ổ nhóm này đều đã có nhiều tiền án cũng với hành vi trên. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Tuấn Trang, 26 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang, Nguyễn Quốc Dũng, 26 tuổi, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An và Phạm Tiến Thành, 36 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo hồ sơ điều tra, rạng sáng 26 tháng 9, 3 đối tượng trên mang theo công cụ gây án đến phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân thì phát hiện một chiếc xe máy đang được để trong nhà nhưng vẫn cắm ổ khóa. Các đối tượng dùng gậy móc chìa khóa, sau đó mở cửa vào nhà. 3 đối tượng đã ăn trộm xe máy, máy tính xách tay, điện thoại với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khởi tố 3 đối tượng. Ngày 1 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận ông Võ Minh Việt, 58 tuổi, quê ở xã Dân Mỹ, huyện Chợ Bới, nhập viện trong tình trạng bị thủng 2 lỗ hồi tràng, rách góc hồi manh tràng 15cm và 20cm. Mạc treo hồi tràng thủng đoạn dài 15cm, có nhiều mạch máu chảy. Bệnh nhân mất khoảng 2.000ml máu trong ổ bụng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp khâu lại ruột và mạc treo. Được biết trước đó trên đường về nhà, ông Việt bị một đối tượng gần nhà đâm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Cuối cùng là tiểu mục vấn đề hôm nay. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh không đơn thuần là một tai nạn bất ngờ mà nó đều xuất phát từ việc thiếu ý thức của người chủ phương tiện. Bên cạnh đó cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của lực lượng chức năng khi đã có những quy định cấm các loại phương tiện này lưu thông nhưng chúng vẫn xuất hiện nhan nhản trên đường phố. Gần 10 năm thực hiện nghị quyết 32 của Chính phủ về khai tử các loại xe tự chế 3-4 bánh. Thế nhưng đến nay, loại xe này vẫn ngang nhiên hoạt động ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với lý do mưu sinh. Những chiếc xe này lưu thông không theo quy tắc quy định nào trên đường, lượng trái, lượng phải, nghênh ngang giữa đường. Giải quyết câu chuyện này, đã nhiều lần Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng các ban ngành địa phương hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện để ổn định cuộc sống, nhưng cũng chỉ thực hiện được một thời gian và hiệu quả không cao. Một số cái thực hiện những cái cơ chế chính sách thì nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Thì bây giờ phải nghiên cứu tiếp. Ví dụ như là bây giờ vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp là như thế nào. Rồi khi thu những cái phương tiện đấy thì những cái phương tiện đấy là không thể cho bán đấu giá lại nữa, mà coi như phải hủy luôn. Thì hủy rồi thì phải có những cái chính sách gì giúp họ hỗ trợ, để ví dụ về tín dụng chẳng hạn, để cho người ta có đủ những cái điều kiện để người ta mua những phương tiện mới và có nhu cầu theo cái quy định của mình. Như vậy, cái gốc của vấn đề không chỉ là kiểm tra xử lý của cảnh sát giao thông trên đường, mà cái lớn hơn là vấn đề hỗ trợ cho những người chủ phương tiện xe thô sơ ba bánh đang làm nửa vời lâu nay. Bởi nếu không xử lý được phần gốc thì việc tồn tại của những phương tiện hung thần này là điều hiển nhiên. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nạn nổ mìn tại công trường than khe Chạm Quảng Ninh khiến 14 người bị thương. Cảnh sát giao thông Bình Dương lắp hố tử thần giúp dân lưu thông an toàn. Rác đông y và thuốc kém chất lượng.